Mến chào cô chú anh chị cùng các bạn và các em nhỏ trở lại với kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc đến quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền đất nước. Một lời chúc mạnh khỏe, một lời chào thân thương và tôn trọng nhất. Như thường lệ thì đến cửa hàng Xe Máy Thái Bảo quý vị anh chị mình cũng biết rồi, bên cửa hàng em bán hàng. Thì thưa anh chị là bên cửa hàng em bán là có bảo hành cho anh chị nghe xe trên 10 triệu bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng. Ăn bậy không nói bậy, không làm bậy. Và chia sẻ với anh chị là bên em bán hàng là luôn luôn tặng 3 món quà cho khách hàng thân mến của mình, gồm kiến, nấu và nhớt. Cặp kiến thì hỗ trợ cho xe, nhớt rồi hay nấu hỗ trợ cho người. Nhưng hôm nay em không tặng nấu bảo hiểm, mà em tặng anh chị mình một cái bảo hiểm xe máy. Rồi thưa quý anh chị là bên em bán hàng nhưng được trao đổi xe lại trong tuần, thì anh chị mua chiếc xe cũ, thí dụ như 5-10 triệu gì đó, anh chị chạy trong tuần mà cảm thấy không hài lòng, quay lại cửa hàng Xe Máy Thái Bảo, anh chị mình đổi lại chiếc xe khác, ví dụ nhiều tiền hơn thì anh chị phụ cho em một chút, mà ít tiền hơn thì em thổi lại cho anh chị. Và cái giá cả em bán đã niêm yết trên biển số, em không nâng giá và không hạ giá, anh chị mình sẽ không bị thiệt. Và đặc biệt anh chị mình sẽ được ưu ái nhiều lĩnh vực trong cửa hàng của em. Và nhân dịp cuối năm rồi thì bên em cũng hỗ trợ giảm giá sale mạnh mẽ cho anh chị nghe. Em không ra quay ngoài trước. Cái địa chỉ cửa hàng Xe Máy Thái Bảo là số nhà 60, đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Và cửa hàng em nằm gần ngã tư Bình Phước, ngã tư Gò Dưa hoặc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, trên quốc lộ 1A, cách cửa hàng 700m. Anh chị mình mà bạn công tới nơi mà không biết đường, alo em tận tình đi đón anh chị. Và bên em là luôn luôn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị mình nghe. Hỗ trợ cho anh chị yêu mình, chỉ cần anh chị mình không nợ xấu, tuổi từ 20 tới 55, em hỗ trợ hết mình cho anh chị mình trên lĩnh vực trả góp. Còn đặc biệt bên em có ship xa và trao đổi xe tại nhà anh chị. Thì anh chị yêu mình mà, ví dụ em ship xa mà anh chị mình chỉ cần chuyển cọc em 1-2 triệu đồng, em ship xe tại địa phương cho anh chị. Tại vì trong lúc em quay YouTube thì số lượng xe nó khá nhiều, em quay không được chi tiết rõ ràng lắm. Thành thử anh chị mình em báo giá là cho anh chị cùng hiểu và tìm hiểu chiếc xe đó. Thứ hai nữa là cái điểm trầy trước đâm đụng ngập nước té ngã nặng, em sẽ báo anh chị rõ ràng hơn. Và để tiếp tục đi xe hôm nay, em không để quý vị anh chị mình chờ đợi lâu nữa, em sẽ review cho anh chị mình chiếc xe từ trong ra ngoài, từ nhỏ tới lớn nghe. Xe đi làm có, xe công việc có, đủ thứ thành phần chia sẻ cho anh chị yêu mình đó. Thì hôm nay em review nhanh gọn lẹ và chia sẻ anh chị cái giá hợp lý nhất, anh chị mình cảm thấy mến mộ kênh Thái Bảo thì anh chị mình alo chia sẻ cho YouTube Xe Máy Thái Bảo trên kênh và đăng ký kênh để được những chiếc xe mình yêu thích anh chị chọn sớm hơn. Ở đây trong này em review trong này ra thì có mấy con xe cỏ như bên em rất là nhiều, em không mua xe cỏ ngoài bãi, ngoài chợ, ngoài đường. Nói chung là bên em á, là thưa anh chị là nói về xe bãi á thì tụi em không có bán, tại vì mua cái số lượng xe cỏ như quay, đơn giản như chiếc quay này hoặc là chiếc EZ này thì anh chị đi làm thì rất là ngon, của dòng máy của em mới về thì em đổ được khách hàng đang xài, em chia sẻ cho anh chị mình luôn cho chính xác. Đây, để tiếp tục review xe, mở đầu chương trình hôm nay em sẽ giảm giá cho anh chị trong mùa Noel, Giáng sinh cuối năm này, chia sẻ anh chị mình có thể có một con xe đi làm qua sang năm mới. Đây 95U1 anh chị, Hậu Giang. Đó, con EZ thì máy zin nghe anh chị, chạy Vivu tình đời, em ru, nó chỉ vậy thôi. 5 triệu đồng, con xe Trung Quốc bây giờ cũng 4-5 triệu rồi, em bán con này cho anh chị 5 triệu đồng để anh chị đi làm, đi công việc, đi dung, đi rải thợ hồ, phụ hồ, sân nước, chở hàng, vận chạy v.v. Anh chị mình chạy được hết cho một con EZ này nghe anh chị, hàng ấy của em, bánh mâm zin theo xe. Chưa rửa nước lạnh nghe, xe còn dơ lắm, em chưa làm gì hết. Xe này thiếu hộp sang dưới nghe anh chị, em quay rõ ràng nghe, đi phục chờ đó. Là bây giờ em là một con quay, con này là con quay gọi là quay liên danh ngày xưa á, thì 81K3. Cái con này thì đó, như con quay này em bán 81K3 anh chị. Xe thì liền tem hồi xưa giờ sau còn y vậy nghe anh chị, chưa có lột tem luôn. Lốc của nó này, vít cua đây đó anh chị, vít cua đây, xe thì cũng khá thẳng đều đặn, có cái học đựng đồ. Cũng liền lạc thôi chứ không gọi là mới can. Như anh chị em đi làm, con em bán 3 triệu rưỡi tại cửa hàng này. Anh chị đi làm đó con xe quay đó, quay là quay em đổ trực tiếp qua khách đương xài. Từ giờ em bán sale cho anh chị đi làm, chứ không phải em mua bãi thì em mua ngày có 50 con như vậy chạy không được cũng mang tội. Thành ra là mình chia sẻ cái xe ngon thì em mới chia sẻ bán cho anh chị. Đây là một em Luxico, nếu coi thì trong là máy móc zin đầu nồi chưa rớt, 61F1 nên anh chị. Xe thì khá liền nhưng mà cũng có một chút trầy nhỏ nhỏ trên cái cản đó anh chị coi. Và tem thì đó, liền lạc sạch sẽ, chia sẻ anh chị con xe vận hành tốt nghe. Con này cái giá của em đưa cho anh chị là 9 triệu đồng tại cửa hàng. Nếu anh chị tới đây em có thể giảm và chia sẻ thêm cho anh chị yêu mình một chút xíu nữa nghe anh chị, tình thương mến thương. Đó, tiền xăng, tiền nhớt, tiền đường cho anh chị luôn. Đây em Dim Thái, thì con em Thái đồ cũng khá nhiều, đồ chuẩn anh chị. Dim Thái đồ cũng còn khá nhiều nhưng mà theo năm tháng rồi thì em đã phân giải cho anh chị mình biết. Một con Dim Thái mà hiện nay một cái bẩn đẹp em mua cho 15 triệu nhưng con xe này có 12 triệu tại cửa hàng. 12 triệu tại cửa hàng, xe đồ cũng còn khá nhiều, nghe em báo anh chị rõ ràng chi tiết, đồ còn khá nhiều. Lốc cũng còn đẹp anh chị, lốc này nói vậy thôi, mình thường hộp xanh
12 triệu một em Kim Thái, nói chung xe cứng thì em bán cứng mà xe mềm bán mềm, chia sẻ anh chị hết mình luôn chứ không có bán tàu lao với đâu. Ừ. Thì anh chị cứ tưởng tượng đi mua thì mình dọn chút xíu nữa không để cho mình chạy cũng được luôn, ok luôn. À, thành thử lại em cũng chia sẻ hết mình. 65 F3 xe Cần Thơ chỉ có 12 triệu tại cái hàng xe máy Thái Bảo, xe cũng thẳng đều anh chị chứ không gọi là mới can, chia sẻ với em này gấp rồi cũng còn đầm còn này. À, nói chung liền liền sạch sạch thôi. À, nó ở đây 12 triệu anh chị chia sẻ, có thể em bớt thêm chút đỉnh nữa chia sẻ anh chị không sao hết, anh chị nào ưu ái em giảm thêm cho. Còn đây dù như một con phiêu chưa con này tình trạng xe cái bọc nguyên con phụ trợ đèn led 61 kia một Dĩ An, xe này hồ sơ em đã rút rồi, anh chị mua thì em ra tay luôn, tại em cũng khó tại vì lúc sơ giờ ra tay để lâu em muốn thử chiếc coi như nào. Anh chị mua em chia sẻ tên cho anh chị này, con này em bán giá 29 triệu bao tay nha anh chị, 29 triệu bao tay cho anh chị luôn nè, cây bọc nguyên con ngay đèn led, anh chị mua nhận ngay xe về chạy luôn không làm gì hết. Tiếp theo là một con quay RX đó, RX 100 nha anh chị, xe này 60V2 này, đầu chưa rớt máy zin nha anh chị, em bán 12 triệu tại cửa hàng, con xe đi cặp phục quay Thái nghe. Anh chị nếu muốn phục RX em chia sẻ phục RX cho. Xe thì đeo, nói chung là không có gọi là lan can lắm nhưng lốc nó cũng khá đẹp nghe. Đầu thì biết rồi. Thì 12 triệu cho em xe đầu chưa rớt, còn nó xe tầm này đầu rớt thì tầm 9 triệu rưỡi 10 triệu là có chia sẻ cho anh chị rồi. Đó, em hôm nay em bán hàng nó rất là nhanh gọn lẹ. Cái nào chi tiết chia sẻ cho em. Còn em còn đi bốc xe nữa, em chia sẻ anh chị hết mình là được, con nào chia sẻ với em. Còn như em Novo 5 này mấy chi anh chị này. 60B8 con này có 7 triệu rưỡi. Em thiệt 7 triệu rưỡi đáng bằng con Novo 4 mà FE phun xăng điện tử, vỏ bánh trước sau dày cui. Mình về chạy làm luôn. Học để đồ lớn thoải mái nghe, xe có trầy nghe anh chị. Xe có trầy xước không có mới nghe, mà không có bể, nhưng có trầy xước lâu ngày thì theo năm tháng con người mình cũng vậy thôi. Chân vỏ còn xước da không chỉ chiếc xe đó, còn vỏ bánh cặp vỏ mới tinh, 7 triệu 500 ngàn đồng không chốt, chốt xe gì anh chị, xăng này không chơi chơi xăng nào. Em chia sẻ hết cho anh chị mình luôn. Và tiếp theo là một con này là một con ZX59D3. 59D3 MVX này á là nói chung lại bán chị 20 triệu, xe thì đồ riêng còn hết, nhưng mà đầu có chạm nhẹ, thiếu vẫn trong vẫn ngoài. Thì em bán làm căn em lỗ 3 triệu rưỡi đó, em mua 23 năm háo háo mua cho vui. Nhưng mà anh xe wifi người ta dọn người ta bán nhiều rồi. Thì em chia sẻ chị cũng rất nhiệt tình cho anh chị mình luôn này. Đó, chia sẻ với em. Còn đây một con đầu bo thì con này nó riêng toàn tập, nhưng mà ngược lại có trầy, tại vì xe theo năm tháng nó không có bể. Nhưng có trầy 61B1 thành phố Thủ Dầu Một này, con này hiện tại em bán anh chị hôm nay em chưa sơn dặm em bán anh chị 11 triệu này. Nó trầy thì không quan trọng, một vài đấm nhỏ thì tất nhiên phải có, em bán chị 11 triệu em sale này. Đó, 11 triệu đầu bò ba đen anh chị. Đó, 11 triệu cho anh chị mình máy zin nghe, máy zin chắc luôn á, cực kỳ zin. Còn em dọn sơn em tính khác, 11 triệu chị mua đi làm chữa đồ mua mới dù sao cũng muốn 3-4 triệu, bây giờ còn 11 triệu chị đi 3 năm nữa bán được 9 triệu chị. Nó không có đường lỗ. Và đây em về một cặp sáp, một con màu trắng thì nói chung sáp anh chị biết rồi, máy thì zin bảo hành chị 1 năm rồi. Con này 59S1 này, xài thành này, con này lốc chân vỏ bánh trước sau xe cũng khá thẳng nghe chị, đều lắm. Nó cũng có một vài đốm sơ sút chứ không thể hoàn thiện 100%. Vì xe mới tới 57 triệu lúc mua anh chị. Mà bây giờ em bán con này có 9 triệu đồng. 9 triệu đồng cho em sáp liền lạc mua về chạy luôn, không phải sửa một đồng nào nghe anh chị, chứ không phải mua về là phải sửa phải này phải nọ đó. Em chia sẻ anh chị một con sáp. Và tiếp theo là con sáp màu đỏ, con này khá hơn, nhưng mà cũng khá đẹp và khá liền, khá sạch sẽ. Nói chung là xe sáp đỏ thì khá hơn thì con này 10 triệu anh chị. Đó. Em trước em có bán còn 8 triệu rưỡi em bán rồi. Nên em chia sẻ anh chị con này 10 triệu này. Rồi 61 gì em. Đó, anh chị nào thương Thái Bảo không phải là em biểu là anh chị phải đăng ký kênh, đăng ký like cho em đâu, nhưng mà anh chị thương Thái Bảo thì anh chị chia sẻ cho em một like trong kênh để anh chị đón nhận chiếc xe mà anh chị yêu thích nhất. Còn cái nghề bán xe cũ tại cũng nói anh chị rồi, làm giao trăm họ mà mình cũng muốn cho hoàn thiện 100%, nhưng đôi khi sự sơ suất của xe đến tuổi bệnh, bởi nên đương chạy ngon lành bán cho anh chị chạy 1 tháng 2 tháng sau nó có một chút sơ suất nhỏ thì mong anh chị cũng thông cảm chia sẻ. Còn nếu anh chị ở xa mà sửa xe có dụng có nặng quá mà em kiểm tra rồi, chiếc nào cũng sơ suất thì anh chị mình em có thể phụ thêm cho anh chị những đồng tiền xăng, tiền nhất, tiền này tiền nọ thêm anh chị nữa, 50% số tiền anh chị rửa xe nhé. Em bán hàng là vậy, còn cuối năm thì cũng có tặng quà chia sẻ cho anh chị mình những cái gì trong năm 2 năm nay, mấy năm nay trên YouTube anh chị ủng hộ cũng rất là nhiều, và cửa hàng em đã có 20 năm rồi thì Thái Bảo cũng chân thành đến quý anh chị là như vậy. Hôm nay em về một con Vinh, coi là con Vinh Indo nha anh chị, Vinh Indo mới 125 nha anh chị. Đó, con Vinh Indo 125 đèn tròn nghe, đúng của nó luôn anh chị, 125. Đó, đất bọng này, nói chung đầu chưa rớt máy zin. Đó, Vinh Indo này 100 máy lớn nghe, máy 125 nghe anh chị. Mình sang xong dập dập là chúng tóc có tem lên chị nghe. Đó, cái đó mình cho anh chị coi chi tiết nè. Nói chung xe khá thẳng, con này em bán tại cái hàng là 10 triệu.
10 triệu Vinh mới bây giờ là hai mấy triệu anh chị? Anh chị coi thử cái giá sạch Google đây, anh em sẽ báo anh chị rõ ràng hơn. Biển số 22F1 này. Đó em bán chị 10 triệu tại cái hàng, một con Vinh Indo này. Chạy khỏe lắm, khỏe hơn Vinh 100, nói chung nhẹ nhàng. Rồi, tiếp theo cho bên này thì em chia sẻ anh chị một con Em lấp thì Suki, anh chị cũng biết rồi, dòng máy của nó thì cực kỳ ngon, 14 năm. Con này em bán chị 13 triệu tại cái hàng. Giảm thêm anh chị 512 năm, xe mới 40 triệu. 12 năm cho anh chị con xe Âm Lấp này. Máy vô tư tình đời nghe, không cần phải nổ. Em chia sẻ anh chị mình hết tình cho chiếc xe Âm Lấp này. Ở đây một Suzuki FI mà nó mới chưa từng được mới anh chị, mà quá đẹp. Thì mua mới cũng hai mấy triệu. Vì cái hàng mẫu này thì đẹp hơn cái mẫu sau. Mẫu sau thì không được đẹp lắm, thì em cũng sang lọ nhìn mấy con ốc coi. Nó còn gương luôn, soi mặt được luôn chị nghe. Xe đẹp, nhìn em xiên trong con ốc cổ anh chị ha. Em xiên nhẹ chị cái đó, trong con cổ con ốc mà còn trắng cái đó thì anh chị coi ở ngoài đẹp cỡ nào. Đó, xe đi 12.000 anh chị, xe chạy 12.000. Tem xanh. Quá thẳng, nói chung cũng có một chút tài nghe, người ta treo đồ tài một hai chút thì tất nhiên phải có rồi. Con này em bán cho anh chị 18, giảm còn 16 triệu 500 tại cái hàng. À, xe đẹp thì em bán cái giá đẹp, còn xe dập thì em bán theo giá dập. Hôm nay em về con Black Mắc Cú 125. Con này mâm đen nghe anh chị, mâm đen, biển số Đồng Nai. Chiếc xe này thì nó trong đi đúng 21.000 cây số, em bao anh chị đúng 21.000 cây nghe. Xe này chưa rửa nước lạnh, có trầy trước một vài đốm nhỏ nhỏ không đáng kể. Còn chiếc xe có máy rất là dữ anh chị, dữ cực kỳ dữ luôn. Ốc ngang khá đẹp, 20 triệu tại cái hàng xe máy Thái Bảo anh chị. Hơn nữa giảm nổi, mua 19 máy rồi, xe đẹp thì mua 19 máy chia sẻ cho anh chị luôn. À, bác con này 20 triệu, anh chị có xe khá liền. Chi tiết cho anh chị coi đây hình ảnh trở lại nghe. Rồi, và tiếp theo là một con này, con Alac cũng 125 mắc cú anh chị, anh nhìn nó dơ bẩn này. Em chưa rửa mấy nước lạnh luôn anh chị. 79N2. Con này thì em để anh chị cũng 20 triệu tại cửa hàng luôn. Nhưng mà em giảm thêm chuyện chút đỉnh tiền cà phê anh chị tới đây thì em sẽ chia sẻ thêm. Nói chứ dơ cao đánh khẽ làm người mà anh chị, lương tâm mình nó không có làm trái được. Thành thử em bán thực tại cho anh chị là như vậy luôn. À, 19 triệu 500 ngàn đồng để em bán cho anh chị con xe này. Màu trắng nghe. Và tiếp theo bên em là một con Future Neo FA, Future Mập nghe. 63B5, anh đổ cái xe em tính anh 14 triệu em nói thiệt anh chị luôn. Không thì anh cứ coi YouTube em bán anh thấy như thế nào, có thật lòng không. À, con này anh đổi cho em một con Jupiter đẹp á. Thì anh có về rồi thì em bán, mua anh con này 14 triệu, giờ em bán con này tại cửa hàng 14 năm nghe. Em kiếm 500 đồng bạc nghe anh chị. Anh chị đừng la em tội nghiệp, FI phun xăng điện tử nghe. 14 triệu 500 rẻ như Khi Rút, rẻ như Quay A, rẻ như Quay Alpha luôn chị ạ. Ừ, đó. Cổng liền, nhưng xe nó cũng có trầy một vài đốm, mới đang cài có nổ đầu chi. Đó, xe liền lạc sạch sẽ. 14 năm, tại cửa hàng xe đã bảo em chưa rửa nước lạnh luôn nghe, em mới đổi. Nó có trầy một vài đốm nghe anh chị. Đó, mua Mỹ làm, chạy công việc. Mà sau lưng em là một con FX, thì FX lúc đó mua 10 cây vàng, muốn bạn chị bo. À, FX cho anh chị thanh niên đam mê chơi, hai anh chú nào biết chơi á, nhìn FX nè. Máy em, máy có làm, nhưng rất em. Đó, bẩn bọng đầy đủ cái máy nổ khỏi cần bàn. Thì con này em bán tại cái hàng là 11 triệu, anh chị em giảm cho anh chị 11 triệu một FX. Lúc mua 10 cây, giờ bán 2 chị. Rồi. Lỗ 98 chị, hồi em nhớ đi Buôn Mê Thuột hồi làm cà phê đó, mà ai mua được cái FX này là gọi là cũng là kinh khủng lắm. Ừ. 59V3. Đó, con này em bán chị là 11 triệu nghe. Hôm trước làm về là không thiếu bộ ai bộ tử, em có làm hết lại cho anh chị rồi. Nên thử là em cũng có xe có giảm chia sẻ anh chị ngoài FX này, nếu đam mê chơi chia sẻ bài FX này. Rồi, lượng của bên này em sẽ biểu cho anh chị ở trong ra ngoài. Nay em về một con Future 2. Một con Future 2 này á, thì nó cho mày dọn nguyên con, dọn quay y mâm ghét canh bôi phục nai, máy thì em như chó thở. Future 2 dọn nai nghe anh chị, còn em có con Future 2 cũng dọn đẹp, dọn full tĩnh điện ở trong nhà thì giá cả 24 triệu. Còn con này là dọn full nhân dọn quay y mâm ghét canh bôi 60x8, xe còn 4 số. Giá con này là 19 triệu 500, chia sẻ cho anh chị mua xác không 13-14 triệu rồi dọn sao nổi. À, dọn khá thanh nghe, cái máy thì thầm tình đời cho anh chị mình luôn. Thì em cũng chia sẻ cho khách hàng thân mến của mình rồi, thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo em cảm ơn quý anh chị bà con bác đã đồng hành ủng hộ chia sẻ với em. Còn lĩnh vực xe cũ thì em nói anh chị rồi,
nó không thể hoàn thiện được hết. Những con người mình cũng không bao giờ thể hoàn thiện được hết. Làm đúng thì mình làm lớn rồi, nhưng mình làm cũng nói con người ưu khuyết nó phải có. Chia sẻ cho em nỗi lòng của người bán xe cũ, thì những anh chị nào hiểu biết xe cũ thì rất đơn giản, mua xe cũ nhiều anh chị lỗ 1-2 triệu đồng, thì bình thường trong một năm đó anh cứ chia ra mỗi một ngày thì đâu có bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà anh chị bán lại lỗ 2 triệu, đâu phải là cái lỗ 2 triệu đó mà em ăn không đâu. 2 triệu anh đi một năm mình nhông sân diễn cũng mòn, cặp giỏ cũng mòn hết rồi, em phải tận dụng làm trở lại bán cho người khác, thì tất nhiên là coi như em bỏ được vô được phần trăm nào nữa đâu. Thì anh chị mình cũng ưu ái gần cuối năm thì em cũng hỗ trợ anh chị bán xe cũ quay lại cái hàng xe mà thôi mua hết, tại vì em là xe của em bán ra em phải có trách nhiệm, nhân xe sụt giảm tùy theo mẫu xe tùy chiếc xe, thì mong anh chị thông cảm. Còn hồ sơ thì anh chị cũng có thông cảm, tại vì em bán xe em có hỗ trợ hồ sơ cho anh chị rất là nhiều, nhưng mà cuối năm rồi em không nhận hồ sơ nữa, đầu năm sau em sẽ hỗ trợ tiếp tục hồ sơ cho anh chị. Nhưng hồ sơ thì có nhiều anh chị rất là hối, em nói trước là khi làm hồ sơ là không phải mình là công an đâu, mình là chỗ đó đâu, nên là mỗi cái huyện khác, mỗi cái tỉnh đều khác nhau, nó không giống nhau. Thành thử cái hồ sơ là có cái chỗ em rút có 4 ngày có à, mà có chỗ rút 2 tháng rưỡi chưa có, có chỗ rút 3 tháng, có chỗ rút 1 tháng, tùy theo cái anh chị nhầm cái xe điểm nào. Thì anh chị cũng vui lòng chờ đợi em trong một chút, chứ không phải là như mình gần anh Tết rồi, hồ sơ em cũng cố gắng tranh thủ chia sẻ trả hết cho anh chị mình để khỏi nhức lòng ăn Tết cho nó ngon. Dạ, đầu tiếp theo em cho biết anh chị một câu này là một con filter một đó, đầu ET đầy đầu đồng tiền, xe nhập Thái. À, chia sẻ anh chị cục máy rất đẹp nghe, máy đẹp, đầu chạm ở đâu rồi chạm không thấy đâu, đầu rất đẹp. Em chia sẻ anh chị con xe đó, nó đều như vậy nè, xe đều mới yên, chịu không nổi nhiệt đâu. 59G1 đó, con này em bán chị 15.500.000 tại cửa hàng. Còn future này tầm 12-13 triệu, có xe dọn bắn dơ bắn nhớp thì nó nhiều thứ lắm, nói chung là mỗi cái hàng một cách bắt khác nhau. Nhưng anh chị tới em giảm thêm 500 nữa còn 15 triệu bán xe luôn, 15 triệu bán cho anh chị mình luôn. Dạ, chia sẻ hết mình nghe. Rồi tiếp theo rồi bây giờ chị tiếp một con rim Thái, thì con này 12 triệu 61 F3 rim Thái 7 số nha anh chị, xe cũng đều lắm anh chị ơi, chứ không gọi là nhấp nhó đâu, rất đều đó, sườn đuôi tao có làm rồi nghe, còn đó lốc đồ cũng đều, xe khá đều đều. Thì 12 triệu em giải thích cho anh chị rồi, một cái bẩn rim Thái mình mua 15 triệu cây bô, mua không 11-13 triệu cây bô, đoạn hơn nhau rất là nhiều. Thành thử là nó máy em, đầu còn, nòng còn, bình xăng còn, đồ cũng còn được ít món, thì ok anh chị mình chạy vivu tình đời cho 12 triệu, anh chị chạy tới 1-2 năm bán cũng được 10 triệu, nó không có còn đường lỗ nữa. Và đây em quay cho anh chị một con quen pha luôn, nó tùy theo con xe nghe, để em nổ thử nhẹ nhẹ không biết có nổ hay không, mình nhẫn khô mà nó nổ không, nhưng mà phải nổ anh chị coi. Một con quay anh pha cho anh chị yêu mình, một con quay anh pha này 5-2-4 17 triệu có giá 17 triệu anh chị, mà 12 triệu có giá 12 triệu. Chân giò rất đẹp nha anh chị. Cái máy nổ em nói xin lỗi, để 3 ngày nổ hết sang cái dàn lông rất đẹp, mới lột keo. Lốc cũng khá thẳng. Áo quần thì bảnh bao. Cặp kiến còn theo xe. Đúng kiến chân của nó luôn anh chị. Ban ốc bật nạ vẫn còn. Cái máy nổ anh chị nghe đó, em phải quảng cáo đâu. Niền cô xây còn, cặp đèn cài hơi bị nổ chút. Nó xe còn hết, nhưng mà nó chỉ có nâng cặp đèn cài trước nổ chút xíu, còn cái sáng nổ này. Nó chỉ nghe cái máy á, nổ như chó thở luôn. Nó nổ như gà mổ vậy đó, nên nổ nước sôi luôn á, nó thiệt luôn á. Chia sẻ anh chị là những con xe nào thẳng thì em sẽ báo thẳng cho anh chị, những xe nào queo sẽ báo queo. Và tiếp theo đây là một con này, là một con RS màu tím anh chị. Cái xe này rất là hiếm. Xe thì mới lột keo. Ông thưa anh chị, đầu có chầm nhẹ nhưng mắt thường nhìn không thấy đâu. Con này đó anh chị coi kỹ nè, cái tem có dán lại anh chị, tại vì lọc keo là cái tem tày tày đã ghét dán cái tem khác, người ta dán hơn mình dán. Chân giò lốc rất là đều, rễ màu tím mặn, trong giấy nó màu tím đen anh chị. 52 U7, con này em bán tại cái hàng anh chị là 15.500.000 đó. Tùy theo con xe, tùy theo chất lượng tố chất của một chiếc xe mình bán, như rồi em quay 12 triệu cũng có, mà 13 thì cũng có, tùy theo chiếc nghe anh chị. Lốc ơi đẹp nè. Đó, 15.500.000 đồng, đáng đồng tiền bát gạo anh chị ơi. Còn con hai xi lô này 10 triệu anh chị nghe, máy zin, đầu nồi chưa rớt, xe khá thẳng, 83P2 Sóc Trăng, phố cũ người xưa. Chia sẻ với em con này, lốc cũng còn khá thẳng nghe, máy zin. Thì hai chi lô đa số là bán máy chiên với máy làm, mà không có bán chạy không được mít lông. Còn đây bộ quen pha, con này là quen 100 nghe anh chị, quen 100 thì con này thì bán cho anh chị giá tầm 13 triệu, quen 100 thì cũng bằng quen 110, nhưng mỗi người một sở thích.
Chị là thích chạy quay 100 mà chạy quay 100, mà 110 chạy 110, cho có thể làm chia sẻ bớt thêm cho chị bớt nhắc từng đồng từng cắt. Khả năng chia sẻ được tình huống như nào, như ngày hôm qua em bán 3 cái xe, em lỗ tiền nhất, tiền công luôn đó, nhưng vẫn bán cho khách hàng của mình, tại vì người ta đã muốn chiếc xe đó mà khả năng không tới nữa thì mình cũng ráng bò để làm sao. Có chuyện những chiếc khác mình sẽ lấy lại của đồng lời bên kia 1.500.000 đồng gì đó bù lại bên này. Em sẽ chia sẻ hết mình với khách hàng thân mến của mình trong phòng đó. Em chia sẻ anh chị xe bên em quay dàn dưới này, còn xe ga, xe số, xe gì ở nhà em cũng rất là nhiều. Anh chị mình có số lượng xe quá nhiều em quay không có kịp, thì anh chị mình cứ có mấy mẫu xe nào mà hiểu những dòng xe nào, muốn mua xe nào, cứ alo cho em 3 số trên màn hình, em sẽ chi tiết cho anh chị coi. Số em số đầu số 995 á, nhưng mà nhiều khi em đi công việc này nọ rất là nhiều, thì alo dùm em có số 526 đuôi và xã với nhà với trực tiến hơn. Chuẩn bị em quay xong là em lại đi bốc xe. Thì nhiều anh chị nói là trên Zalo sao không trả lời, bởi vì có thể em đi một ngày em chưa về tới nhà nên anh chị đương lái xe thì không thể nào mà nhắn tin trả lời Zalo anh chị được, thì mong anh chị thông cảm và hiểu cho em lúc nào mà rảnh nhất, cơ hội ấy nhất. Còn em bán hàng thì em sẽ có giảm giá và chia sẻ cho anh chị rồi, nhưng mà dù như anh có lệch giá và xã báo sai thì anh chị cũng vui lòng đó, nó ảnh báo vậy, ổng báo vậy, ha chú nó báo vậy, thì anh chị em sẽ định giá chính xác cho anh chị đàng hoàng, chứ không dễ làm mất lòng khách hàng thân mến của mình. Và đây tiếp theo review cho anh chị này là con sáp em bán rồi nghe. Thành phố giá em bán như Phật giá rồi, xe đẹp cực kỳ anh chị, em bán có 8.500.000 đồng. Còn con này thì em còn bán cho anh chị 8.500.000 đồng luôn. Bán chị 8.500.000 đồng luôn. Đây cũng SH 207 máy em du, nói chung là xe dàn lông có dọn đầu có chạm nhưng máy rất là êm. Anh chị mua con này thì em chia sẻ anh chị luôn. Rồi đây hai em leader, thì con này em bán cho anh chị là 85 tiền nghe, màu cam, đúng màu cam nghe, xe rất liền lạc, máy em du đó. Anh chị về chạy mua mới 40 mấy triệu, mà trong cái xe bây giờ còn có 8.5 triệu mà xe sạch như vậy anh chị này. Đó, gầm lớn, cốp bự, anh chị đi đâu chở hàng chở gì cũng được hết nghe, chia sẻ với em đó. Biển số. Và tiếp theo con này thì em bán chị 9.500.000 đồng, 52T7, cũng sạch sẽ, có bán dặm một vài điểm nha anh chị, thì xe mới sạch vậy, để lâu thì phải vậy thôi, thì xe cũng có đầy trước, anh chị muốn sạch thì nó em cũng chia sẻ luôn. 59V2. Rồi con này em bán chị 45 triệu, hôm nay đặc biệt em giảm còn 44 triệu đó. Anh chị chia sẻ thì chia sẻ SH 207 này, cái 208 ngay, đúng mẫu ý, bằng con model cho mấy anh chị ơi. Và đây là em review cho anh chị một con Gia Nốt thì em bán chị 16 triệu. Màu xanh, khóa chia, xe rất thẳng, về chạy luôn không làm gì hết. Gia Nốt. Sau 1H1. 16 triệu đồng. Và con này là 21.500.000 đồng, giá em bán điên, bán lỗ anh chị coi Vision 2018 này chị, không dò đạp. Còn em bán chị 21.5, màu xám bạc, xe cũng đẹp ghê luôn. Rồi em Noya là thì em bán anh chị giá bình quân của nó, một con Noya như vậy thì em bán tại cửa hàng là 12.5 nghe. Rồi 12.500 anh chị tại cửa hàng nghe, 93F1 này anh chị. Xe có bán nhẹ, sạch sẽ, máy em ru, về chạy luôn không làm thêm một cái gì nữa hết. Mua mới 36 triệu, báo cho anh chị mình chính xác luôn. Còn con này cũng 12.500 màu đen. Ở trong này thì em để anh chị thấy bột trên xe đó, không phải nó chày đâu, mà cái đó là một ăn trên nhà gỗ nó đổ xuống. Ở trên này nó đổ xuống, em chia sẻ anh chị luôn. Và đây Luxico, thì con này em bán chị 9.5 triệu tại cửa hàng. Thì theo con xe anh chị, nó yêu 7 triệu có đầy, nhưng mà về chạy sạch chạy ha sữa. Mua xe về cột dây khiêng đi, mua về chạy tùy theo cái giá. Thì mỗi cửa hàng một cách bán hàng khác nhau, thì em cũng nói rồi, người có người cao người lùn, xe có chiếc cao chiếc thấp, nó tùy theo chiếc. Đây một con Elizabeth, con này định chỉ 4 triệu đồng tại cửa hàng, nói chung xe liền nghe, không có bể miếng nào, nhưng lâu năm thì cũng có trầy xước vài chút nhỏ, keo còn bọc luôn đó anh chị, keo còn bọc luôn. Nhưng mà này em bán thì đó anh chị mua về, anh chị biết rồi, có 4 triệu đồng thì chia sẻ với em, chứ còn nói thì hơn thua thì nhiều khi cũng rất là mất lòng. Nó qua nó lại nó cũng đau đầu vì những dòng xe rẻ này. Mà tiếp theo con này em bán chị cũng 4 triệu đồng luôn, Apple Vigo máy em ru, 4 triệu đồng. Mít ba này em mua em bán cho anh chị luôn, xe này em bán 7.5 triệu luôn, màu trắng,
sạch sẽ nghe, xe này có dọn là sạch sẽ luôn, 7 triệu 500 ngàn đồng cho em biết ba. Và tiếp theo đây là một con Liberty 3 van IA lốc hột xoài 14 năm còn 13 triệu tại cửa hàng. Anh chị muốn hỗ trợ hồ sơ sang năm, hỗ trợ hồ sơ cho xe em nói chị thẳng băng nghe. Đó, máy zin nổ nhẹ te. Đó, 3 van IA. Đó, xe tình trạng như vậy, trong đất liền lạc bên này em xức một miếng, em mua em chở xe tải về cột cái dây cái điểm cấn. Nó xức cái miếng này em sẽ mua hỗ trợ anh chị cái miếng này. Còn nếu anh chị lấy thì em bớt thêm miếng này cho. Tại vì miếng bạ bên ngoài thôi, không có gì hết, nó cắn nó bị bể miếng đó, thì em sẽ chia sẻ anh chị rõ ràng. Mà tiếp theo là một con Leader, thì con này màu đỏ. Nó xe thì cũng khá liền anh chị ạ. Đeo máy thì em ru nghe, liền lạc sạch sẽ, cũng có một vài đốm nhỏ, nói chung là vì xe cũ thì mình không thể tránh khỏi được rồi. Rồi con này em bán chị bao nhiêu đi trời? Rồi 9 triệu 500, 9 triệu đồng chia sẻ cho anh chị luôn. Chứ còn bây giờ mua 7 triệu cũng có anh chị, nhưng mà về chạy không có được, mít đồng chứ phải sao hết trơn. Còn đây cũng là một em Liberty FI, con này màu đen. Màu đen em chia sẻ giá, anh chị đen thì em chia sẻ giá đó, màu đen. Nó cũng trầy về đốm như kiến bò đùi đậu anh chị, chứ không phải là mới can, tại mình không có dồn, để xe ta nguyên thủy là như vậy. 47B1 rồi, con này bán chị 12 triệu tại cái hàng. Tới đây em giảm thêm tiền xăng tiền nhớt chia sẻ cho anh chị nè, một em Liberty. Và để theo chân em sẽ lên trên nhà trang trừ bill cho anh chị những con xe mà nhiều. Anh thì em còn số lượng xe khá nhiều, nhưng mà anh chị nào muốn đam mê những dòng xe nào thì cứ alo cho em chia sẻ, em có em sẽ báo anh chị rõ ràng chi tiết hơn. Cuối năm rồi, kinh tế khó khăn, cái gì cũng khó khăn, bán được bán, chia sẻ được chia sẻ cho anh chị mình. Anh chị nào miền Trung mình nè, à, thích chơi biển số nè, 75L2 7979 đời chủ người đây Việt Nam, vô ý 150 xe 500 đầu. Đó, alo cho em trực tiếp, em sẽ chia sẻ xe cho anh chị luôn, thần tài một cấp. Và đây là 60F3 68325 này, con này là 34 triệu 36 còn 34 anh chị, 125 mà xe quá mới, xe quá mới. Đó, 34 triệu chia sẻ anh chị. Rồi đây một con 125 khóa xì mạch cay 2019 5 chút x 329 triệu 500. Xe không miếng lỗi anh chị, mà có cũng có một chút chỗ này em chỉ anh chị, tự chị coi. Xe đẹp quá, em lột keo còn như mới mà, quá mắc cay. 29 năm này riêng anh chị không có sơn dặm miếng nào nghe, em bao anh chị riêng luôn nghe. Đây em tại một chút chỗ này thôi. Đó. Rồi còn chiếc xe thì không bàn cãi, nhìn ốc 7 màu. Rồi chia sẻ với em luôn nè. Rồi, thì trong nhà em cũng còn khá là nhiều. Nói chung là xe H-Model, M-Cao, A-Lắc, nói chung nó nhiều lắm. Vision mẫu nhỏ, mẫu lớn, Leader, tầm lâm, tà la, tà lé. Đó, anh chị nào mua A-Lắc 150 thứ gì cũng có, anh chị vui lòng alo cho em ba số trên màn hình. Chứ em nhiều quá em quay không rõ, bên này xe số nó cũng cả bảy anh chị ơi. Ừ. Quá trời đất luôn ơi. Thì thôi, nói chung là hôm nay em làm clip cũng nửa tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng để anh chị mình chia sẻ tham khảo chiếc xe có mặt trong cửa hàng. Rồi thay mặt cửa hàng xe máy Thái Bảo thì em cũng gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình một ngày bình an, đầy bình an và hạnh phúc của gia đình của người thân trong cuối năm nay, làm ăn luôn gặp nhiều may mắn, chia sẻ rồi chuẩn bị đón nhận một mùa xuân an lành nhất và chọn cho mình một chiếc xe. Thì năm nay mình đi về quê là đi về quê chơi, hoặc đi đói đi về nội về ngoại, hoặc đi sang năm mình đi làm, chia sẻ với Thái Bảo trên cái trang này. Anh chị mình có nhu cầu cứ alo em chia sẻ. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo trên kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo.